Chủ tịch Hà Nội Trần Sĩ Thành và vấn nạn lãnh đạo thủng rỗng kêu tỏ. Truyền thông nhà nước đưa tin khi tham dự hội nghị các thị trưởng ASEAN tại Lào, ông Trần Sĩ Thành, chủ tịch tại Hà Nội tự tin khẳng định với bạn bè quốc tế, Hà Nội hiện không có người ăn xin ăn mày, không có người vô gia cư. Phát biểu này ngay sau đó đã gây bão trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế. Theo ông Thành, những người ngủ đêm ở gầm cầu, ở các chợ không phải là người vô gia cư, bởi không phải họ không có nhà mà do đặc thù công việc của họ. Đồng thời, người đứng đầu chính quyền thủ đô khẳng định đời sống người dân ở thành phố này đang ngày càng được nâng lên. Hà Nội đang cố gắng làm những gì tốt nhất để phục vụ người dân, để cuộc sống người dân tốt hơn. Tuy nhiên, trên mạng xã hội có nhiều ý kiến phản biện đến ông chủ tịch Hà Nội và khẳng định rằng ở thủ đô vẫn có rất nhiều người ăn xin, vô gia cư và môi trường bị ô nhiễm nặng nề. Đa số các ý kiến đều có chung nhận xét sự thật khác hẳn với lời của vị lãnh đạo thủ đô tuyên bố. Điều này chứng tỏ ông Trần Sĩ Thành rất quan liêu, không nắm sát thực tế, không gần dân. Đồng thời, nhiều ý kiến trên mạng cũng thể hiện sự bất bình và đưa ra các bằng chứng khẳng định việc tình cờ bắt gặp những người ăn xin, người vô gia cư ở Hà Nội là chuyện hết sức phổ biến. Đây không chỉ là một số ý kiến của một số cá nhân, mà ngay cả Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội vào ngày 14 tháng 10 đã có một phóng sự dài khoảng 15 phút với mô tả người ăn xin ngồi vật vờ trên các ngã đường không chỉ gây đau lòng mà còn là một vấn đề, vấn nạn xã hội nhức nhối. Qua tìm hiểu của phóng viên Thời báo .d, một nhân chứng ở Hà Nội khẳng định vẫn có rất nhiều người ăn xin vô gia cư ở Hà Nội. Ban ngày họ đi ăn xin, buổi tối họ thường đến các nhà chùa để xin tá túc qua đêm. Đây là những người mà chính quyền Hà Nội gắn cho họ cái mác làm công việc xin tiền để kiếm sống, chứ không phải do hoàn cảnh khó khăn hay đói nghèo. Công luận Hà Nội nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng thấy rằng việc Chủ tịch Hà Nội Trần Sĩ Thanh bác bỏ vấn nạn ăn xin hay vô gia cư chỉ vì muốn chứng tỏ thành tích lãnh đạo cá nhân của mình. Đồng thời, ông muốn thể hiện rằng Hà Nội là thủ đô văn minh, kinh tế phát triển và không còn người nghèo. Trên thực tế thì số lượng người ăn xin lang thang ở Hà Nội gần đây có giảm bớt là điều có thật. Nhưng đó là kết quả của biện pháp của lãnh đạo Hà Nội đưa người ăn xin vào các trung tâm bảo trợ xã hội. Theo đó, việc thu gom người lang thang ăn xin là một trong các biện pháp giữ gìn hình ảnh thủ đô văn minh trong mắt người dân và du khách quốc tế. Tuy nhiên, đa số người dân thủ đô nhận thấy rằng chất lượng cuộc sống không chỉ vấn nạn người lang thang cơ nhỡ, và còn nhiều vấn đề lớn ảnh hưởng đến đời sống của người dân thủ đô hiện nay như an toàn và tắc nghẽn giao thông, chăm sóc y tế, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm và những vấn nạn học đường. Phát biểu mang tính khoe khoang của ông Trần Sĩ Thanh, nó cũng tương tự như phát biểu mang nặng tính tự mãn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây. Khi còn sống, ông Trọng từng khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Nhưng thực tế cho thấy phát biểu này hoàn toàn trái ngược với những điều đã và đang diễn ra hàng ngày trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống. Vấn nạn khoe mẽ hay phô bày về hình thức bên ngoài được cho là một đặc tính cố hữu của quan chức cộng sản. Đây là căn bệnh từ lâu người Việt Nam đề cập tới, đó là thủng rỗng thích kêu to. Khả năng Lương Cường sẽ trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 không phải là quá khó. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 21 tháng 10. Việc Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước mới thay cho ông Tô Lâm đã được công luận trong và ngoài nước hết sức quan tâm trong thời gian qua. Theo đánh giá, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường sẽ là người ngồi vào ghế Chủ tịch nước tới đây. Như vậy, nhiệm kỳ Đại hội 13 tới nay đã có tới 4 Chủ tịch nước và 3 lần thay đổi nhân sự đối với chức danh này. Đó là các ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Tô Lâm và nhân vật sắp được Quốc hội bầu. Điều đó càng cho thấy ghế Chủ tịch nước là một ghế nóng và có rớp. Nếu ngồi vào ghế ngay gai góc này thì dư luận cho rằng ông Lương Cường cũng khó có thể trụ được lâu. Vì nhiều lý do khác nhau, sự quan tâm của Bắc Kinh với việc bầu Chủ tịch nước Việt Nam sắp tới là điều rất đáng chú ý. Không chỉ là việc Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư đã thực hiện một chuyến đi được cho là đầy tất khuất đến Bắc Kinh từ ngày 9 đến 12 tháng 10, mà kể cả chuyến thăm Việt Nam trong những ngày qua của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng cho thấy ban lãnh đạo Bắc Kinh hình như đã tính toán rất kỹ để đưa bằng được ông Cường vào ghế Chủ tịch nước ở Việt Nam. Trong khi chỉ trong một thời gian ngắn, ông Tô Lâm đã nhanh chóng nỗ lực để thâu tóm quyền lực trong đảng. Mục tiêu tối thượng của ông Tô Lâm là kiêm nhiệm cả hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Điều đó sẽ tạo thuận lợi cho ông trong công tác đối ngoại. Một khi Bắc Kinh đưa được Lương Cường vào ghế Chủ tịch nước,
thì sẽ hạn chế được quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhất là trong công tác đối ngoại. Theo một số nhận định, những hoạt động đối ngoại gần đây của Tô Lâm khiến Trung Quốc thể hiện sự không hài lòng bằng việc cho hải cảnh tấn công và đánh đập dã man ngư dân Quảng Ngãi. Tóm lại, Trung Nam Hải được cho là đang nỗ lực bằng mọi cách từng bước tước bỏ dần quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm. Ngoài ra, việc ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam rút lại chức vụ chủ tịch nước của ông Tô Lâm là hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc lãnh đạo tập thể của Đảng Cộng sản. Đây là việc đã được duy trì từ năm 1986 cho đến nay để chống lại sự chuyên quyền, thậm chí là độc đoán như ông Lê Duẩn trong quá khứ. Như vậy là thiết chế tam trụ sẽ lại được thay thế bằng cơ cấu tứ trụ như thời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, thời gian giữ cương vị Tổng Bí thư, chủ tịch nước của ông Tô Lâm là quá ngắn ngủi, nên việc ông muốn áp đặt hay thao túng quyền lực theo lối ý của ông Trọng là ý của Đảng trước đây là điều không thể. Cũng có đánh giá cho rằng ảnh hưởng sự tác động của Trung Quốc đối với chính trị Việt Nam thì ngày càng sâu sắc hơn, là điều khó có thể đảo ngược. Mà chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc ông Lý Cường đến Hà Nội vừa qua là một minh chứng cho điều đó. Cũng theo đánh giá trên, ông Tô Lâm đã ý thức được điều này và tỏ thái độ sẵn sàng tuân thủ nguyên tắc lãnh đạo tập thể cá nhân phụ trách. Cho nên, trong cuộc gặp các lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào ngày 15 tháng 8 vừa qua, ông Tô Lâm đã khẳng định sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao vào tháng 10 năm 2024. Đây là cách ông ta đánh tiếng với các bậc bộ lão rằng sẽ không có việc nhất thể hóa và không có sự thay đổi nào về cơ chế tập thể lãnh đạo. Đại tướng Lương Cường từng là một chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, một người được đào tạo ở Trung Quốc để trở thành cán bộ nguồn, làm lãnh đạo lâu dài. Đây được cho là lý do khiến Bắc Kinh tìm mọi cách để cho ông Lương Cường tiếp tục thăng tiến cao hơn nữa. Việc Đại tướng Lương Cường ngồi ghế Chủ tịch nước là bước đệm quan trọng để ở lại tại Đại hội 14 với tư cách là trường hợp đặc biệt. Đây là một thử thách không hề nhỏ đối với ông Tô Lâm hiện nay. Bài học của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước Đại hội 12 từng áp đảo Tổng Trọng với sự ủng hộ của trên 70% ủy viên Trung ương Đảng, nhưng cuối cùng vẫn phải thua cuộc. Vì thế, việc ông Lương Cường trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 không phải là không có khả năng xảy ra. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam có còn xứng đáng để mà lãnh đạo đất nước hay không? Việc thường trực Ban Bí thư Lương Cường bất ngờ sang Bắc Kinh để ý kiến Chủ tịch Tập Cận Bình mới đây cho thấy lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam có thể bất chấp tất cả chỉ để đạt được mục đích của họ. Họ sẵn sàng dựa vào ngoại bang để tranh giành quyền lực, thậm chí sẵn sàng bán nước. Bắt đầu bằng câu chuyện đầu năm 2024, hàng loạt nhân vật lãnh đạo cấp cao trong Đảng thuộc hàng tứ trụ đua nhau ngã ngựa. Trước khi những kẻ này bị bắt tận tay, dây tận trán về tội nhận hối lộ, thì họ đều là những người lãnh đạo trong sạch. Vào ngày 20 tháng 2 năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vẫn hùng hồn phát biểu như sau: ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng ta không còn lợi ích nào khác. Nhưng chỉ sau đó có hơn một năm, vào ngày 20 tháng 3 năm 2024, ông Võ Văn Thưởng đã bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng và Nhà nước, bao gồm cả chức Chủ tịch nước. Lý do, trong giai đoạn làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi từ năm 2011 đến năm 2014, ông Thưởng đã nhận hối lộ lên tới 64 tỷ đồng từ tập đoàn Phúc Sơn để xây dựng nhà thờ tổ quê nhà Vĩnh Long. Hay như cựu Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ, một ứng viên sáng giá cho chức Tổng Bí thư ở Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp tới, cũng đã bị mất chức đột ngột do thư ký riêng của ông là Phạm Thái Hà đã nhận hối lộ hàng ngàn tỷ đồng từ tập đoàn Thuận An. Cũng như thường trực Ban Bí thư bà Trương Thị Mai, một người được đánh giá là trong sạch nhất trong Đảng, cuối cùng cũng bị ngã ngựa vì đã nhận quả biếu là các biệt thự sang trọng có giá tới 2 triệu đô la từ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận. Đó là lý do mới chỉ hơn 3 năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội 13, danh sách của ủy viên Bộ Chính trị bị cho thôi chức hoặc bị miễn nhiệm đã gần một nửa. Danh sách những ủy viên Trung ương Đảng bị loại đến đầu tháng 10 năm 2024 lên đến 26 người. Đây chỉ bao gồm những người có liên quan đến việc bị kỷ luật do tham nhũng, không tính vì lý do sức khỏe. Những nhân vật chóp bu, tai to mặt lớn bậc nhất trong Đảng còn ăn bẩn, ăn thỉu đến như vậy thì làm sao trách được lãnh đạo cấp dưới không ăn. Trở lại vấn đề đấu đá trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng hiện nay, thực tế cho thấy mỗi người trong số họ đều sẵn sàng cõng rắn cắn gà nhà. Chủ trương dựa hẳn vào Bắc Kinh để hạ bệ Tổng Bí thư Tô Lâm là điều có thật. Câu hỏi đặt ra là tại sao nội bộ của Đảng lại xảy ra những hiện tượng bất thường và nghiêm trọng đến như thế? Cựu thường trực Ban Bí thư khóa 12 Trần Quốc Vượng đã để lại một phát biểu để đời về sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Theo đó, phát biểu hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng vào năm 2019, triển khai nhiệm vụ vào năm 2020, ông Vượng nói rằng cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng chính do chúng ta thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu, chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay Đại Bác đến xâm lược lật đổ chúng ta đâu, ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi. Cũng như ông Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói về đạo đức cách mạng của đảng viên rằng đạo đức cách mạng là sống trong sạch, không xa hoa lãng phí, không hủ hóa tham ô, không đặc quyền đặc lợi, đều một lòng một dạ phục vụ lợi ích chung của nhân dân. Theo Điều 4 Hiến pháp Việt Nam ở năm 2013 khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội. Có một câu hỏi mà công luận đặt ra cho ban lãnh đạo của Đảng nói chung và Tổng Bí thư Tô Lâm nói riêng, đó là lãnh đạo Đảng hiện nay là ai vậy? Và họ có còn xứng đáng để mà nắm quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội theo Điều 4 của Hiến pháp quy định nữa hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam có còn xứng đáng để lãnh đạo đất nước hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.